Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tỳ Hưu đá phong thủy cho tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, mệnh Đại Lâm Mộc. Thứ nhất, truyền thuyết về Tỳ Hưu. Tỳ Hưu là một trong những linh vật linh thiêng trong truyền thuyết và cho đến nay vẫn được dân gian kính trọng, thờ phụng. Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con và Tỳ Hưu là đứa con thứ 9, sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất. Ở Tỳ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà trong 9 đứa con của rồng không con nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỳ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất ở các loài vật khác như đầu kỳ lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, mông to, đuôi dài, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỳ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có hậu môn. Chính vì lẽ đó, dân gian quan niệm rằng khi sở hữu một Tỳ Hưu bên mình thì người sở hữu sẽ sớm trở nên giàu có, bởi của cải chỉ có vào mà không có ra. Thoạt nhìn, Tỳ Hưu trông rất hung hãn, dữ tợn nhưng lại toát lên thần khí oai nghiêm, kiêu hãnh, tự tin và đầy sức mạnh. Ngoài điểm độc đáo về hình dáng, Tỳ Hưu còn có một đặc điểm đầy thú vị, đó là thức ăn của Tỳ Hưu chủ yếu là vàng bạc, châu báu và tinh huyết của các loài ma quỷ. Chính điều này đã làm cho bản thân Tỳ Hưu thêm nhiều ý nghĩa. Thứ hai, Tỳ Hưu đá phong thủy cho tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Theo phong thủy, mỗi mệnh hợp với các màu sắc khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao mà khi chọn Tỳ Hưu, người ta lại quan tâm đến màu sắc. Nếu chọn màu không hợp với bản mệnh, không những không có tác dụng tốt mà còn phản tác dụng, không tốt đến người chủ. Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các mẫu Tỳ Hưu đá phong thủy có màu đen, xanh dương thuộc mệnh thủy để được năng lượng tương sinh, hoặc màu xanh lục là màu thuộc mệnh mộc sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn như Tỳ Hưu đá thạch anh xanh. Người xưa luôn quan niệm sử dụng trang sức Tỳ Hưu đá thạch anh xanh sẽ như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ con người khỏi những điều xấu hay của những thế lực đen tối. Khi sử dụng Tỳ Hưu đá thạch anh xanh bên người sẽ giúp bạn thành công hơn trong các cuộc đàm phán, thuận lợi hơn về đường công việc, kinh doanh, giúp chủ nhân điều hòa các mối quan hệ, cân bằng cảm xúc và hóa giải các mâu thuẫn trong công việc, cuộc sống đời thường. Như đã nói ở trên, thạch anh xanh được gọi là thạch anh tài lộc, nên khi sử dụng Tỳ Hưu từ đá thạch anh xanh sẽ giúp bạn thu hút được tài lộc, may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn. Tỳ Hưu đá thạch anh đen. Thạch anh đen được biết đến là viên đá của sức khỏe, may mắn, thành đạt. Ngày nay rất nhiều người ưa chuộng đá thạch anh đen vì viên đá này có khả năng kìm hãm hư khí, chấn tà, bảo vệ cho người chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, thạch anh đen là viên đá tượng trưng cho khả năng phân tích, khai tâm. Loại đá này có nhiều tác dụng tốt đến tinh thần của con người như giúp chủ nhân hòa đồng với mọi người, xóa tan sự sợ hãi, giúp tâm trạng chủ nhân vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống. Nhờ vẻ đẹp và tác dụng to lớn mà trang sức Tỳ Hưu được chế tác từ đá thạch anh đen được rất nhiều người yêu mến, lựa chọn, thường mang bên mình để cầu may mắn, bình an, tài lộc. Tỳ Hưu ngọc phỉ thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy hay còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố phi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố phi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Ngọc phỉ thúy là loại vật chất tụ khí dương tốt nhất, có tác dụng trừ tà, giải âm, giải độc, thông huyết mạch.
Ngọc phỉ thúy cung cấp năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, mạnh mẽ, tăng dương khí cho cơ thể, đem lại tài lộc, may mắn cho người đeo. Tỳ hưu đá thạch anh tóc đen. Đá thạch anh tóc đen là một trong những loại đá quý, trang sức phong thủy mà hiện nay rất nhiều người lựa chọn. Việc thường xuyên mang bên mình đá thạch anh tóc đen sẽ giúp mang đến cho người đeo vận may, tài lộc và sự bình an, giúp chủ nhân kìm hãm và trấn tà một cách cực kỳ hiệu quả, từ đó mà tăng cảm giác an toàn, tránh lo âu, muộn phiền. Ngoài ra, chúng còn giúp ổn định cảm xúc, giữ vững tâm trí, từ đó có thể điều khiển, tiết chế được cảm xúc của bản thân. Và vì